riêng, còn tôi mới liên kết một phần với phần thì mình chuyển cho bạn khác và mã số giáo viên tương tự. Mã số khoa là nằm ở bảng lớp. Mã số 11 nằm ở đâu? Mã số 11 nằm ở bảng nhân dạng. Mã số 11 nằm ở đăng ký. Sau khi hoàn thành các dấu check, mình kiểm tra lại cho đúng cái sơ đồ mình còn cái khóa nào chưa được tạo hay không. Nếu đã tạo xong thì mình chọn vừa lại sẽ bắt đầu thực hiện sản phẩm ready. Đây là bài 1 của mình. Phần gợi ý yêu cầu do các bạn gợi ý có hai chế độ, đó là chế độ Disagree và chế độ Disagree. Thì ở đây để hướng dẫn việc sử dụng chế độ Disagree phòng sử dụng chế độ Visa. Để làm ví dụ 1 tại trang 52, yêu cầu là tạo gợi ý liệt kê thông tin chi tiết về sinh viên đăng ký môn học MH01 tại học kỳ 1 có kết quả đến như năm. Thông tin hiển thị gồm mã số sinh viên, mã số môn học, học kỳ và kết quả. Thì mình cần liệt kê được những cái bảng mình sẽ sử dụng. Đối với mã số sinh viên, mã số môn học, học kỳ và kết quả thì nó nằm trong bảng đăng ký. Mình chỉ sử dụng bảng đăng ký. Lưu ý trường hợp là mình chỉ chọn những cái khóa nào mà tham gia các bạn là tham gia chứ không nên chọn nhiều quá. Thì đây mình có mã số sinh viên, mã số môn học thì mình xem việc add vô bằng cách click hoặc kéo dài cho mình này. Kết quả chương trình trường kết quả mình thì có nó đặt một cái tên trường kết quả là tổng trọng kết quả chung nhất của hai kết quả. Để đặt tay trường thay thế mình sẽ sử dụng chỉ từ đây đến 200. Để nhập công thức vô thì mình nhấn thuộc tính code 1F và bắt đầu nhập công thức vô. Kể này trước tiên để thực hiện việc so sánh lớn hơn thì mình phải chắc chắn một điều với kết quả hai nó phải khác gọn thì lúc đó mình mới thể so sánh được. Rồi nếu kết quả hai sẽ khác rộng rồi thì bắt đầu mới thực hiện việc so sánh kết quả một với kết quả hai. Nếu kết quả một lớn hơn kết quả hai, đây là một cái phép toán tiếng mát. Nếu a lớn hơn b thì chắc chắn một chiều lớn a phải lớn, ngược lại thì b nó lớn hơn. Thì trường hợp còn lại nếu mà kết quả hai không rỗng thì sao? Kết quả hai không rỗng thì chắc chắn nó phải bằng kết quả một, thì mình đóng ngoặc lại chấm ok này. Đây sẽ hiện thị kết quả này. Lưu ý trong quá trình mình làm, mình cần làm vừa làm vừa kiểm tra thì kết quả nó sẽ tốt hơn. Đây điều kiện lọc là kêu là mã môn là mã 001 thì mình ghi là mã 001. Yeah, kết quả nằm trong học kỳ 1. Nếu trên cùng một dòng tức là nó phải có điều kiện là cả hai điều kiện đều phải đúng. Còn nói với trường hợp kết quả hoặc là kết quả lớn hơn 5 nên đây là một điều kiện khác thì mình sẽ xuống một dòng thì mình đặt lại điều kiện lớn hơn 5. Rồi mình kiểm tra kết quả của mình. Đây, môn học MH01 thì nằm trong học kỳ 1. Nếu kết quả lớn hơn 5 thì mình cũng lấy. Nên kết quả hiện tại như thế này. Thì sau khi làm xong mình save lại mình đặt là V1. Tương tự mình sẽ thực hiện làm tiếp các query tiếp theo. Ví dụ số 2, tạo vali liệt kê thông tin chi tiết về việc đăng ký môn học của sinh viên trong bảng đăng ký bao gồm mã số sinh viên. Đây mình cũng tạo một cái vali lấy từ bảng đăng ký, yêu cầu là mã số sinh viên, mã số môn học,
trình kết quả cũng giống như trình kết quả lúc trước mình sẽ thực hiện đặt cái tên trường kết quả. Khi nó hiện thông báo như đây mình biết là cái trường mình nhập vô trường kết quả trong dấu ngoặc vuông nó bị lỗi, nó không tìm thấy trường kết quả này, nếu mình biết biết chọn OK thì lúc này nó sẽ hiện lên tất cả, mình sẽ không có ra được kết quả luôn, thì mình tìm lại coi nó nằm sai đâu, cái sai vị trí thì mình sửa lại. Và một số cái khác như vậy, như một số trường hợp khác cũng được sai lệch là nên có lệnh đi viết, mình đi chỉ là viết không tức nó sẽ báo cô lại là ít lỗi, cần phải biết tìm ra cái lỗi của mình là do ở đây. Lập tức mình sẽ sửa được cái lỗi đó. Rồi, tiếp theo mình kiếm cái điều kiện của mình. Cái điều kiện của mình là thông tin chi tiết về sinh viên. Thì ở đây chỉ liệt kê thông tin chi tiết về sinh viên thôi, nên phải đủ cái điều kiện rồi thì mình sẽ làm với đây là hai. Tiếp tục thì mình làm cái ví dụ số 3. Ví dụ số 3 yêu cầu là thảo vari 3 để liệt kê thông tin chi tiết về việc đăng ký môn học của sinh viên, bao gồm mã số sinh viên, họ tên sinh viên, mã số môn học, tên môn học, học kỳ, niên khóa, kết quả. Kết quả là điểm lấy nhất trong hai kết quả thi. Thì mình sẽ thực hiện việc là xác định coi cái bảng là sẽ thực hiện nhà tư vấn tìm lấy mã số sinh viên và họ tên sinh viên thì nằm trong bảng sinh viên. Mã số môn học và tên môn học thì nằm trong bảng môn học. Học kỳ, niên khóa và kết quả nằm ở bảng đăng ký. Thì khi thực hiện ba bảng thì các bảng này nó phải có liên kết và mối quan hệ với nhau thì lúc đó nó mới chạy kết quả là chính xác. Liệt kê các thông tin mình cần như thế ra mã số môn, tên môn học, học kỳ, niên khóa, trường kết quả. Kết quả mình lại sử dụng cái kết quả câu khổ, mình có thể là làm cái quay lên khổ và copy đi cái câu lại này. Khi liên kết thì nó sẽ có mã số nguyên phi lên cái môn học thì tên môn học nhìn nó sẽ liên kết giữa số mã số môn học thì nó sẽ ra kết quả cho mình. Cái tên là vậy bạn. Thì tại đây khi mà làm query tư vấn thì mình phải biết các bạn dùng để làm nguồn dữ liệu là gì. Từ yêu cầu ở trên thì mình để xác định được các mối quan hệ giữa các bạn thì mình mới tạo dựa trên mối quan hệ relationship của các bạn. Mối quan hệ relationship ở đây khi mà chọn bảng sinh viên và bảng khoa thì lập tức mình biết một điều là mình phải lưu thêm bảng lớp thì mình chọn bảng lớp vô để thực hiện việc truy vấn cho nó chính xác. Thì ví dụ 4
và học tập cho sinh viên, học môn tin học và vườn, mã số sinh viên, họ tên, mã số môn học, tên môn học, học kỳ niên khóa và kết quả một, kết quả hiển thị sắp xếp giải nhóm theo điểm lần một. Thì ở đây các thông tin mình cần là họ, mã số sinh viên, họ tên sinh viên, nằm ở bảng sinh viên, một mã môn học, tên môn học, nằm bảng môn học, học kỳ niên khóa và kết quả một, nằm ở bảng đăng ký. Thông tin hiển thị là mã số sinh viên, họ tên, mã số môn học, tên môn học, học kỳ niên khóa, kết quả một. Đây cần hiển thị là thông tin sinh viên học môn tin học, thì mình cần kiểm tra xem thông tin của môn tin học. Tin học ở đây có tin học đề cương A, tin học đề cương B, vì vậy mình phải lấy thông tin có một số ký tự đại diện nằm ở bảng ở trang số 60, 59, 60, thì mình cần xem lại những thông tin ở giáo trình. Đây mình có thể dùng ký tự đại diện là sao và đại diện cho nhiều ký tự, còn chấm hỏi là đại diện cho một ký tự bất kỳ. Khi mình nhấn sao như này thì lập tức nó sẽ công lệnh, nó phát sinh là có lệnh đại giống sao, nó sẽ hiển thị cho tất cả. Nhưng lưu ý là đang tìm kiếm theo môn học, vì vậy mình phải bỏ cái tên ngay tên môn học, lúc đó nó ra kết quả là những người học môn tin học đại cương đều hiển thị. Thì ở đây kêu là sắp xếp kết quả giảm dần, thì tại dòng số mình sẽ có chế độ là descending là tăng dần, descending là giảm dần. Đây yêu cầu là descending, mình chọn descending thì lập tức kết quả nó sẽ thực hiện là giảm dần. Nhờ lưu lại đây là value số 4. Thì sau khi làm xong muốn kiểm tra lại kết quả, mình sẽ click trực tiếp lên bảng nó kiểm tra và chọn được sai để xem lại. Tiếp tục làm nữa qua về số 5. Qua về số 5 yêu cầu cái thông tin tương tự như về số 4 giờ làm. Mình yêu cầu là gồm có sinh viên, đại học, là đăng ký. Đây thông tin hiện tại là đây yêu cầu là đạo qua về 5 đã liệt kê thông tin về chi tiết với các giáo viên dạy môn tin học. Vì vậy mình không sử dụng thì mình chọn thức khoái và chọn về môn này. Show lại bảng giáo viên. Thế đây bảng giáo viên mà muốn biết giảng dạy môn gì thì bắt buộc nó phải thông qua bảng giảng dạy. Thế này bảng đăng ký không cần mình xóa bỏ nó. Thông tin hiển thị là gồm là mã giáo viên, tên giáo viên, tên khoa. Tên khoa thì là nằm trong bảng khoa, vì vậy mình show tiếp bảng khoa là tên khoa. Tên khoa, mã số môn học, tên môn học, số tín chỉ. Mình cũng cần xem kết quả trước khi mình thực hiện việc tiếp theo. Ở đây cần liệt kê những bạn học môn tin học, vậy mình phải tránh sai sót thì nên con và copy lại nhé. Dán nó lại màn hình bằng cách số tính tương tự như trong một quần trên C và quần trên V. Sau khi làm xong thì mình sẽ lấy lại như ta nó về nhập chọn OK. Rồi, query số 8 6. Query số 6 thì tương tự query số 5, như vậy mà yêu cầu là mình tạo query 6 để thực tế thông
hoặc là học về các môn từ 4 tín chỉ trở lên.